những nơi linh thiêng như đình chùa miếu mạo là những nơi không dễ để động vào, đặc biệt là những ngôi chùa cổ có sự linh ứng, được người dân thờ phụng lâu đời và là nơi tập trung văn hóa của một quần thể con người thiêng liêng trong tín ngưỡng. Hễ ai phạm vào thì quả bão sẽ đến rất là nhanh. Quan điểm trên là một quan điểm phổ biến trong nền văn hóa Việt Nam và có nguồn gốc từ đạo Phật và đạo giáo, cũng như các truyền thuyết dân gian. Nhưng tại sao lại có những quan niệm như thế? Những nơi linh thiêng có gì đặc biệt mà khiến cho con người ta phải kính trọng và sợ hãi? Xin chào các bạn, lại là mình, cô bé Hà Nội đây. Và đây là một câu chuyện được gửi về từ một bạn độc giả tên là Linh, đã nghe và theo dõi ở trên kênh của mình. Và bạn ấy cũng nhờ mình là biên soạn lại chi tiết để kể cho mọi người nghe ngày hôm nay. Bạn này được sinh ra ở một vùng quê Bắc Bộ, làng của Linh người ta vẫn gọi là làng Cót. Trong làng của bạn ấy có một ngôi chùa tên là chùa Sùng Giang. Bạn ấy kể là chùa làng bạn ấy không chỉ để thờ mà còn là nơi nhốt vong của làng. Những cái người chết vào giờ độc, giờ xấu, người làng của Linh thường đem linh hồn lên chùa để gửi, hoặc người ta hay gọi là nhốt vong cho khỏi thành trùng đấy. Có một cái năm này thì trong làng có một cái người say rượu vào chùa ăn cắp tiền trong hòm công đức, về bị vật cho méo mồm, không ăn uống được gì. Hai mắt ông này sưng húp, phải đem tiền ra trả lại và xin dâng lễ tạ tội thì mới khỏi. Tuy khỏi nhưng cái mồm vẫn bị méo mà không trở lại bình thường được. Những cái chuyện đó chưa là gì so với những câu chuyện mà Linh được nghe từ ông nội của mình. Linh kể là ông nội của bạn ấy ngày còn trẻ từng tham gia làm cán bộ thôn làng trong thời kỳ cải cách. Một số nơi thì họ rộ lên cái phong trào phá dỡ đình chùa để triệt phá tàn dư phong kiến. Năm đó ông của Linh cũng làm trong đội cải cách, dù ông không trực tiếp phá dỡ nhưng cũng đã để lại nhiều hậu quả rất ghê gớm. Trong nhóm thanh niên đi phá dỡ đình chùa có ông tên là Khang, là người cùng làng với ông của Linh. Ông này rất hăng hái cho cái việc dỡ chùa đập tượng. Nhiều di tích cổ bị các thành phần quá khích phá hỏng nên về sau muốn tìm lại đều không được. Những cái bức tượng Phật bằng gỗ thời xưa đều bị các ông này ném xuống sông, thả trôi hết cả. Và chuyện bắt đầu khi ông của Linh và ông Khang được lệnh đến phá bỏ ngôi chùa cổ có từ thời vua Lê ở làng. Ngôi chùa này thờ rất nhiều vị sư cùng các vị thánh, linh thiêng vô cùng. Ở những cái năm còn chiến tranh hoặc ở thời trước, khi chùa còn được nhiều Phật tử ghé thăm, dân tứ xứ đến cầu đảo thì vô cùng linh nghiệm. Sống mãi với thời gian, nhiều cái cột cái kèo dù trải qua mấy trăm năm nhưng không hề bị mối mọt. Chùa không lớn nhưng kiến trúc cổ và làm hoàn toàn bằng gỗ lim nên gỗ rất chắc chắn. Ông Khang khi đó là đội trưởng, ông đứng lên chỉ đạo đám thanh niên cờ đỏ đến đập phá chùa Sùng Giang thật nhanh chóng. Và trong số ấy có một anh thanh niên đang đập tượng Phật thì bỗng nhiên anh ta bị cả một viên gạch trên bệ tam bảo, nó rơi vào chân, dập mất mấy đầu ngón chân. Lúc đấy có một số người cũng hơi chùn tay sợ hãi, nhưng cái ông Khang này ông lại nói: "Các cậu sợ cái gì? Chẳng may thôi, cứ đập đi." Và rồi ông Khang là người xông xáo đập phá tượng dỡ mái, dỡ kèo cột nhất ở trong đội. Nhiều tượng Phật bị thả trôi sông và kèo cột bị đem về làm của riêng. Nhưng ông của Linh lúc đó không hiểu vì sao, trong lòng cứ có linh cảm nên là ông ấy không lấy. Linh kể lại là cái hôm phá chùa, ông của bạn ấy bỗng lên cơn đau đầu dữ dội nên xin về giữa chừng. Cũng thật may vì cái cơn đau đầu này nên không có phải làm nữa. Và chính cái cơn đau đầu ấy đã giúp ông thoát được kiếp nạn quả báo phải chịu. Sau buổi đập phá đó, ông Khang đã lấy rất rất nhiều gỗ lim về để làm kèo cột. Ông Khang này á, ông ấy định bụng dựng một cái chuồng trâu tận dụng từ gỗ lim kèo cột ở chùa. Tuy vậy, cái đám người phá chùa ngày hôm sau á, đều lăn đùng ra ốm sốt. Còn ông của Linh thì bị đau đầu như có ai cầm búa đập vào vậy. Một anh trong số những người đi đập tượng phá chùa, cái đêm hôm sau á, còn lao đầu vào tấm bia đá tiến sĩ ở ngoài cổng tam quan mà vỡ đầu suýt chết. Nhưng tuyệt nhiên, ông Khang thì không làm sao cả. Ông của Linh bị đau đầu, hai cái mắt lúc nào cũng nhìn thấy lửa cháy mà không sao mở mắt ra được. Gia đình cũng đến hỏi nhà những cái người ở trong đội phá dỡ chùa thì anh nào anh nấy cũng đều kêu như vậy. Trước mắt khi nào cũng thấy có đốm lửa cháy rất là nóng, không mở được mắt. Nhưng không ai dám nói ra ngoài, tại vì cái thời đó ấy, người ta sợ đấy là tuyên truyền mê tín dị đoan. Ông Khang tuy nghe mấy lời đồn về đội thanh niên cờ đỏ bị thánh vật vì phá chùa, nhưng ông này nhất định không tin mà còn chửi người trong đội là cái bọn nhát chết nên mới hay nhìn gà hóa quốc. Chứ ông đấy cả kèo cả cột ngoài chùa về đều mang về nhà lấy để dựng chuồng trâu cả, có làm sao đâu. Và bẵng đi mấy hôm thì ông Khang này tậu ở đâu về được một con trâu nuôi để lấy sức kéo cày mùa vụ. Ông Khang đem luôn trâu về thả vào chuồng mới cho ăn cỏ thì không hiểu sao cái con trâu nó cứ lồng lên như muốn thoát ra ngoài á. Ban đầu ông chỉ nghĩ vì là con trâu nó lạ chủ lạ chuồng nên nó mới có những cái hành động như thế thôi, nên là ông Khang chỉ đem cỏ cho ăn rồi ông cũng không quan tâm đến nó nữa. Cho đến hôm ông này ông mới cho trâu ra đồng đi cày, thì lúc này ông Khang ông ấy tháo các cái thanh chắn để cho cái con trâu đi ra. Con trâu đang hiền lành, bỗng nhiên nó nổi điên lên, nó giật đứt dây cọc mà lao vào người ông Khang. Ông Khang mới giật mình định chạy thì bất ngờ con vật này nó húc thẳng sừng vào bụng của ông, làm cho ông treo lủng lẳng trên cái đôi sừng đó. Cái cảnh tượng lúc ấy nó kinh dị lắm, ruột gan phèo phổi của ông Khang rơi hết cả ra ngoài. Con trâu rong cả người ông Khang đi khắp làng,
giống y như là cái người bị tội phải đem đi bêu cho dân biết, như cái thời ngày xưa vậy. Mãi sau thì người làng mới bắt được, đem giết con trâu thì lấy được xác của ông Khang xuống. Sau vụ việc ông Khang bị trâu húc thì vợ con ông Khang cũng bắt đầu gặp chuyện. Còn nhớ là năm đó con trai ông Khang lên 10 tuổi, bố mất được đúng một năm thì đến con trai cũng chẳng may lại bị xe công nông đầu ngang cán cho vong mạng lúc đi học về. Nhà ông Khang còn mỗi bà vợ lủi thủi, thì mấy tháng sau nhà ông tự nhiên bốc cháy. May sao bà vợ này nhặt lại được cái mạng, nhưng lại bị bỏng đến nửa khuôn mặt. Quá đau khổ vì bất hạnh, bà này đành bỏ đi biệt xứ. Và mấy cái anh thanh niên đội cờ đỏ cùng với ông của Linh bị hành cho sống dở chết dở. Các bố lão hiểu biết trong làng khuyên nhủ, gia đình động viên. Cuối cùng thì mấy anh thanh niên phá chùa, phải dựng lại một cái chùa mới ở trong làng, thay cho ngôi chùa đã cũ để chuộc tội thì mới yên ổn. Và cho đến năm phong trào lò gạch của thôn bạn Linh này nổ ra, người ta thi nhau xây lò, lấy đất làm gạch bán. Ông của Linh cũng xây một cái lò, sau đấy thuê nhân công ở các làng khác đến làm. Hồi đó công việc không nhiều như bây giờ đâu, mà rất hiếm việc làm, nên các chủ lò thuê nhân công tứ xứ về để làm với đồng lương rẻ mạt. Có một cái đám thợ được ông của Linh thuê về làm gạch buổi tối, gia đình cho họ ngủ lại tại lán luôn, tại vì nhà họ rất xa. Nhưng cho đến đêm ấy, những cái người thợ làm gạch ở đây cũng bắt đầu gặp những cái hiện tượng kỳ lạ. Bởi vì cái lò gạch của nhà ông nội Linh lại nằm gần với bãi đất là nền của ngôi chùa cổ bị tháo dỡ trước kia. Đêm đó có một anh thợ nung gạch dậy đi vệ sinh đêm, thì anh ấy vô tình nhìn sang bãi đất của ngôi chùa. Ở trên cái bãi đất đó hiện ra rất là nhiều những cái bóng trắng, giống như người thời xưa ấy. Anh có kể lại là nhiều lắm, người ta toàn mặc áo the khăn xếp như là người ta đang đi chợ ở chỗ đó vậy. Anh thợ này mới sợ quá, hôm sau có nói lại với ông nội của Linh là đêm qua anh đã thấy những cái hiện tượng như vậy. Thì ông của Linh mới ngẫm nghĩ một hồi, sau đấy về hỏi cụ, tức là bố của ông, thì được cụ ông cho biết là cái đất đó thời Pháp cũng vừa là chùa vừa là chỗ để họp chợ dành cho người dân các làng đến giao lưu buôn bán hàng hóa. Và vào cái thời chống Pháp đó ấy, có xảy ra một câu chuyện rất thương tâm, đó là đang đi họp chợ thì giặc Pháp nó tràn vào làng, nó càn quét và nó cướp bóc. Nhiều người chạy giặc bị bắn chết, nên làng của Linh nhiều nhà lại có cái ngày giỗ trùng nhau là như vậy. Nên có lẽ do đất chùa thiêng, người chết trong chợ vẫn ở lại đó để hàng đêm họ đi chợ âm với nhau. Nhưng mà ngày xưa ấy, còn chùa thì các vong hồn không dám quấy phá, thành ra người làng không gặp chuyện gì. Nhưng bây giờ ngôi chùa cổ bị đám thanh niên cờ đỏ phá đi rồi, thần thánh chư Phật chưa chắc đã còn ngự ở đó nữa, nên ma ở đây có lẽ sẽ đi hại người và càn quấy. Vì ông nội của Linh cũng bị hành lúc trước, nên ông rất tin vào chuyện tâm linh mà cụ ông nói. Ông quyết định là ông sẽ làm xong mẻ gạch cuối cùng, rồi ông sẽ chuyển lò sang chỗ khác để làm. Dù mọi người biết ấy, cái chi phí dựng lên một lò gạch rất là cao và rất là đắt. Ông nội của Linh mới chuyển đi được một tháng, thì có một ông người làng khác đến làm. Mà ông này á, ông còn liều nỗi là ông xây dựng cái lò đấy lên thẳng cái khoanh đất của ngôi chùa cũ cổ năm xưa. Một số người làng người ta biết chuyện ấy, người ta có đến can ngăn. Nhưng mà cái ông này ấy, ông không tin và ông nhất quyết ông không nghe. Cứ như vậy, ông ấy xây thẳng lên nền của ngôi chùa cổ. Ông này ban đầu ấy làm ăn được lắm. Lò gạch chất lượng khá tốt và cho ra số gạch rất là cứng. Mẻ đầu thành công vang dội. Ông ấy còn bảo dân làng của Linh là dở hơi, dọa dẫm để không cho ông ấy chọn đất tốt dựng lò. Nhưng sau một thời gian ấy, khi mà ông này mở rộng thêm một lò nữa ở bên cạnh, rồi mua đất về để tăng khối lượng gạch lên bán, thì khi đó mới xảy ra chuyện. Cái ông này ngày hôm đấy đến thăm lò buổi tối, thợ thuyền người ta đi nghỉ hết rồi, chỉ có một mình ông ấy vẫn đứng xem cái thành quả lao động của mình thôi. Thì đang nhìn về phía lò gạch mới đắp, ông mới thấy có một cái bóng người đi rất là nhanh, đi từ bên ngoài vào trong lò gạch. Ông này ông mới gọi với theo xem là ai, thì người kia không quay lại mà lẩn luôn vào trong lò mất dạng. Ông này ông mới tò mò ông chạy theo, nhưng mà khi ông chạy vào bên trong ấy, thì thực sự là không có một người nào đứng ở bên trong đó cả. Ông chủ lò soi đèn vào để kiểm tra thì cũng không hề có ai. Quái lạ thật, vừa thấy nó ở đây mà biến đi đâu mất rồi. Ông này thì cũng hơi có ý nghi hoặc, nhưng mà không nói chuyện này cho ai. Ngay cái đêm hôm ấy, đám người làm công này ngủ ở trong lán thì lại nghe thấy những cái tiếng phì phì phát ra từ trong lò. Họ mới trở dậy để xem, thì bất ngờ bên trong cái lò ấy, họ thấy rất là nhiều những cái đốm lửa ma chơi, cháy lập lòe, bập bùng xanh lẻ ở bên trong lò gạch. Ngày hôm sau, họ mới đến tìm ông chủ lò để kể cho ông này nghe cái việc đêm hôm qua, họ nhìn thấy những cái sự việc như vậy. Thì cái ông này, ông vốn không tín không tin, ông mới gạt ngay đi. Và bắt phải làm bình thường, tại vì ông này trả lương rất là cao, nên những người thợ gánh gạch không ai muốn mất việc cả. Cho đến khi cái mẻ gạch mới được nung xong,
Bình thường thì các nhà nung gạch ấy, họ sẽ đốt vào ban đêm và chờ một ngày cho gạch nguội họ mới gánh ra ngoài xếp lên thuyền để đem bán. Thì cái đêm hôm nung gạch đó, người làm thuê nghe rõ mồn một bên trong lò những cái tiếng lách tách của củi cháy và cả tiếng kêu gào như là ai bị đốt ấy. Thì chính cái đêm định mệnh đấy, ông chủ lò ông nằm mơ là ông ấy thấy ông ấy đang đứng ở bên ngoài bãi đất của chùa ngày xưa. Và ông còn thấy rõ mồn một có một cái người đàn ông mặc quần áo thời xưa chạy ra cứ bổ cuốc vào đầu ông này, mồm thì mắng là: "Mày cuốc đất bổ lên đầu bọn tao, xây lò đè lên đầu bọn tao, thì tao lấy cuốc ấy, tao bổ cho vỡ đầu mày ra." Ông chủ lò gạch sợ quá, giật mình tỉnh dậy, thì cũng là cái lúc mồ hôi ông ấy ướt đẫm trên trán, mà cái giấc mơ lúc ông bị bổ đầu nó thật lắm. Ông mới đi kể cho bà vợ nghe, bà vợ nghe xong cũng hốt hoảng, bán tín bán nghi, ngày hôm sau đi xem bói. Ông này hôm đấy á lại xem xét thợ thuyền làm việc nên là không có đi cùng vợ, chỉ có một mình bà vợ này đi xem thôi. Đến nơi ông thầy ông ấy phán là: "Cái ngày hôm nay á nhất định không cho chồng của cô ra ngoài chỗ lò gạch đâu. Chồng của cô mà ra ngoài chỗ lò gạch ấy thì chắc chắn là vong mạng." Bà này hãi lắm, nghe xong thì ba chân bốn cẳng đặt lễ cho thầy rồi chạy ngay về nhà để báo cho chồng biết. Nhưng mà về đến nơi ấy thì đã muộn mất rồi. Tại vì lúc này bà này bá gian cái lò gạch, bà thấy dân người ta quây quanh đấy. Nhìn xung quanh thì một bức tường của cái lò gạch mới xây kia đã bị sập xuống hẳn một mảng. Vợ ông chủ lò này chạy vào thì được tin là ông này không biết vì sao, sau khi mà thợ gánh hết gạch ra bên ngoài ấy, ông này lại đi chạy vào trong để xem xét tình hình. Thì cũng đúng là lúc tường của lò gạch này sập xuống, dân họ bới gạch ra thì thấy người ông này bị gạch đá đè lên chảy máu. Duy nhất chỉ có cái đầu là bị một tảng đá rất là to rơi xuống, đè đến vỡ cả sọ. Bà vợ mới rợn cả người, nhớ đến cái giấc mơ của chồng đêm hôm qua. Trong giấc mơ, ông ấy còn kể rõ là ông ấy nhìn thấy cái người cầm cuốc bổ vào đầu. Thì ngay bây giờ nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt, bà không khỏi vừa đau lòng vừa sợ hãi. Từ đấy dân làng của bạn Linh này không ai dám động vào cái khoảng đất chùa đấy nữa. Cho mãi đến năm 2018 thì có một công ty nhà máy gạch công nghiệp, họ về đó để họ xây dựng nhà máy sản xuất. Và cũng một năm sau, toàn bộ mái nhà của xưởng gạch bị cháy rụi, nhưng rất may không có thiệt hại về người. Bạn còn kể lại với mình rằng ấy, là cái công ty đấy họ có mời thầy giỏi ở tận đâu về để trấn yểm. Và từ cái lần mà trấn yểm và lễ bái đấy, đến nay không xảy ra bất kỳ một tai nạn nào nữa. Qua đây mình cũng muốn nói một điều là những cái nơi đất chùa linh thiêng ấy là những nơi rất hay xảy ra những hiện tượng tâm linh kỳ lạ và vô cùng khó giải thích. Chúng ta không nên để bản thân mình phạm phải những đại kỵ tâm linh ở cái chốn linh thiêng đền chùa miếu mạo. Tại vì theo các cụ đã nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, con cháu nên nhớ lấy, đừng nên mắc phải sai lầm như những người trong câu chuyện vừa rồi nhé.